ra. Thầy Phong, xe có nền chiến mà không biết mua nhiêu tiền. Ông nội ơi, cầm đồ ăn thôi. Tao đâu có mở đâu. Đây nè ông nội, mày nhìn phía trước nhìn tao chứ. Cái gì? Nhìn phía trước kìa. Tính ra lái xe cũng dễ quá mà. Ơi, cái chân, cái chân. Lậu đạn á, nó diễn với anh em mình kìa. Tao xuống tù lắm nó mới được. Má, thôi bỏ đi, mày không thấy nó đang về hả? Bỏ gì bỏ, tao chủ bằng lái, lỡ tao cán nó tao ở tù rồi sao? Thôi bỏ đi, ba anh em mình hứa nhau rồi, có chuyện gì á dùng lời nói thôi, không dùng nắm đấm nữa. Nó đục cái đầu vô bánh xe luôn rồi kìa. Tao phải ba, bình tĩnh. Vợ mày có bầu mấy tháng? 8 tháng rồi. Mày xuống mày lụm nó có dao, nó lụm mày. Mày nằm xuống, con của mày mồ côi. Vợ của mày người ta xài, con của mày người ta sai. Tao á, là anh em tốt của mày, không lẽ tao để vậy? Tao phải xài vợ mày chứ. Mày rồi. Lụm. Thôi. Lụm. Thôi, bỏ đi. Cắt đi á. Bỏ đi mày làm. Mày đúng là anh em tốt của tao. Mày giác ngộ rồi đó. Thôi, bây giờ mình qua chỗ khác mình tập tiếp đi. Lách qua. Hồi nãy nó dạ, bây giờ nó phá xe luôn kìa. Mà xe của anh Hiền có sao không? Mẹ, tôi lụm nó. Ê, bỏ đi Phong. Bỏ đi mà làm người Phong. Tao lụm nó. Trời ơi, mày đu tôi ra coi. Tôi lụm nó. Bỏ đi. Buông ra.